Thưa quý vị và các bạn, sáng nay phóng viên 24 giờ cùng DRT đã nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ, tự xưng là cán bộ phòng quản lý phương tiện và người lái Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk, nói về việc hướng dẫn cách thay đổi tem kiểm định theo thông tư số 02/2023 của Bộ Giao thông Vận tải. Ngay lúc này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn clip ghi lại cuộc gọi này. Chị phải đăng ký thay đổi lại cái tem kiểm định mới dán trên xe ô tô khi mà chị lưu thông cho nó phù hợp với cái thông tư của Bộ Giao thông Vận tải đề ra. Đừng để cho bên cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra là phạt từ 4 triệu đến 6 triệu đồng chị nha. Chị cục đăng kiểm quốc gia sẽ gọi trực tiếp xuống hướng dẫn chị tải ứng dụng của chị cục về. Rồi mình đăng ký tại nhà thì đăng ký cái này mất 10 phút thôi. Trong đoạn clip ghi lại cuộc gọi, người phụ nữ tự xưng cán bộ phòng quản lý phương tiện và người lái, Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk hẹn sẽ có người bên Trung tâm Đăng kiểm Đắk Lắk gọi lại để gửi link hướng dẫn cách đăng nhập và hoàn thành các thủ tục đăng ký thay đổi tem kiểm định. Và chỉ vài phút sau, phóng viên 24 giờ cùng DRT đã nhận được cuộc gọi với giọng nói của một người đàn ông tự xưng đăng kiểm viên của Cục Đăng kiểm tỉnh mình. Sau khi nêu một số thông tin về thông tư 02 của Bộ Giao thông Vận tải để tạo niềm tin, người đàn ông này đề nghị kết bạn Zalo để gửi link truy cập khai báo thông tin. Alo ạ. À. Alo. Alo ạ. Đúng là số chị có thân nhà đúng không ạ? Dạ đúng ạ. Đúng ạ. Còn chị nhà nào? Dạ. Chị nhà là đâu? Nhưng mà chị cũng biết là từ sáng rồi, cũng biết là bên chỗ bên sở thông rồi gọi điện thông báo về cấp đổi với lại người chứ cứ đăng kiểm và tôi biết là ký tôi đang được đúng không ạ? Sao ạ? Anh nói sao nó khó nghe quá, em chưa nghe được cái gì ạ? À, tôi cho chị nhắc như này. Từ sáng rồi thì cái sở xong ấy, thì có gọi điện thông báo cho mình về vấn đề cấp lại giấy kiểm định bộ tem mới của xe đấy. À dạ có ạ. Dạ, dạ. Thì giờ tôi là kiểm viên Nguyễn Linh Quân, của đồng chí quân tư trưởng của tỉnh mình. Thì tôi cũng vừa nhận được cái hồ sơ của mình, tôi đang cũng một phân tâm để tạo hướng dẫn cho mình. Thì nhất là chị đến giúp tổng thông tin của chị, nhất là chị đang giao số nào để tôi gửi qua cho mình. Tuy nhiên, sau khi kết nối và trao đổi thông tin qua Zalo, phóng viên 24 giờ chính thức lật tẩy thì đối tượng dừng trao đổi trên Zalo. Phóng viên liên lạc lại với số điện thoại mà đối tượng gọi tới thì không thấy nhấc máy. Cụ thể vấn đề này như thế nào? Các cuộc gọi này có thực sự lừa đảo hay không? Và những thông tin thay đổi tem kiểm định ra sao? Chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi cùng cơ quan chức năng để giúp người dân nắm rõ thông tin trong chương trình 24 giờ ngày mai.